Cuộc đấu tranh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam ghi dấu chiến công của biết bao chiến sĩ cộng sản không quản gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, phấn đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Trong dòng chảy lịch sử ấy, có một nhân vật tên tuổi, một người con ưu tú của Bắc Ninh. Đó là đồng chí Nguyễn Văn Cử, từng giữ cương vị tổng bí thư khi tuổi đời còn rất trẻ. Đồng chí Nguyễn Văn Cử là nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng, một tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh cách mạng. Trong những ngày đầu tháng 7 này, khi mà nhân dân cả nước cùng hướng về dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, thì những nhắc nhớ về tấm gương của người chiến sĩ cộng sản kiên trung lại càng thêm ý nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Cử sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912 trong một gia đình trí thức nghèo thuộc dòng họ Nguyễn Trãi tại làng Phù Khê, Tổng Nghĩa Lập, Phụ Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Này là thôn Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mùa thu năm 1927, Nguyễn Văn Cử thi vào trường Bưởi ở Hà Nội. Này là trường phổ thông trung học Chu Văn An và đỗ loại giỏi. Những hoạt động yêu nước của cậu sinh viên trường Bưởi, Nguyễn Văn Cử khi ấy, sự tiếp cận và giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin đã giúp đồng chí sớm trở thành hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Cũng bởi hành vi chống đối, theo cái cớ mà nhà trường thực dân đưa ra, đồng chí đã buộc phải thôi học. Điều này càng thôi thúc trái tim tuổi trẻ nhiệt huyết cách mạng của Nguyễn Văn Cử thêm sôi sục, để từ đó dấn thân bước vào con đường hoạt động cách mạng chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam, trong các lãnh tụ của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử là một con người đặc biệt xuất chúng. Không qua bất cứ trường lớp đào tạo, bồi dưỡng chính quy nào, chủ yếu bằng tinh thần tự học, tự nghiên cứu và những trải nghiệm thực tiễn, đồng chí Nguyễn Văn Cử đã khẳng định tài năng kiệt xuất của mình, tư duy lý luận sắc sảo, nắm bắt thực tiễn vô cùng nhạy bén, lãnh đạo hoạt động của Đảng và chỉ đạo phong trào cách mạng một cách xuất sắc. Những điều này được thể hiện rất rõ nơi ông. Đồng chí Nguyễn Văn Cử đã đi vô sản hóa ở cái khu mỏ Hồng Quảng, Uông Bí đấy. Và đồng chí đã thực sự là trở thành một người công nhân, lao động cùng với công nhân. Và qua cái lao động cùng công nhân thì đồng chí mới thấy được là cái tính tích cực, cái tinh thần cách mạng của người công nhân và những cái hạn chế của họ trong cái việc nhận thức cái quyền lợi chính trị của mình như thế nào và cái nhiệm vụ của người công nhân bây giờ thế nào là phải đấu tranh chống cái bọn chủ tư bản. Tháng 6 năm 1929, khi Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, Nguyễn Văn Cử trở thành một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng. Ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, ngay trong tháng 6 năm 1929, Nguyễn Văn Cử đã cùng các đồng chí thành lập tổ chi bộ Đảng ở Uông Bí, Vạn Xanh, Quảng Ninh, bao gồm một số thợ lò, thợ máy và hội viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Nguyễn Văn Cử trở thành đảng viên của Đảng, giữ chức bí thư đặc khu ủy Hòn Gai, Uông Bí. Như thế, với sự hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Nguyễn Văn Cử, Đảng ta ngay từ những ngày tháng đầu vừa thành lập đã đứng vững ở nơi tập trung đông đảo nhất đội ngũ công nhân của cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Cử trong cái thời gian đi vô sản hóa ở khu mỏ Hồng Quảng ấy, thì đồng chí đã có một cái vai trò rất lớn. Trong lúc phong trào cách mạng ở vùng mỏ Đông Bắc đang dâng cao, thì ngày 15 tháng 2 năm 1931, đồng chí Nguyễn Văn Cử bị địch bắt. Với mức án 20 năm biệt xứ, Nguyễn Văn Cử đã biến những hỏa lò, côn đảo, vốn được coi là những địa ngục trần gian, thành nơi chu rèn ý chí, bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng. Gần 6 năm bị xích xiềng,
đầy ải trong những ngục tù đế quốc. Đồng chí Nguyễn Văn Cử vẫn cùng những người cộng sản bị giam cầm, không ngừng rèn luyện cho mình ý chí sắt đá của người cộng sản, biến nhà tù thành trường học cách mạng, tiếp tục trang bị thêm lý luận chủ nghĩa Mác Lênin cho các đồng chí anh em tù nhân. Sau thắng lợi của mặt trận bình dân Pháp, từ kết quả đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, được trả tự do, đồng chí Nguyễn Văn Cử lại lao ngay vào hoạt động cho Đảng với năng lực ngày càng được khẳng định. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương, họp từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 3 năm 1938, đồng chí Nguyễn Văn Cử được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 26 tuổi. Ông trở thành vị Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử Đảng ta. Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, ta phải nói đây là một cái Tổng Bí thư trẻ nhất của Đảng thời bấy giờ, sau Trần Phú, sau Lê Hồng Phong, Hào Huy Tập, thì đây là Tổng Bí thư thứ tư và Tổng Bí thư trẻ nhất lúc đó. Và đây là một cái nhà cách mạng, một Tổng Bí thư vô cùng tài năng mà chưa hề đi ra nước ngoài học tập như cái thế hệ trước. Đây là một người rất là giỏi. Trở lại giai đoạn 1938-1939, trong bối cảnh khắc phục tình trạng bất đồng ý kiến xuất hiện trong Đảng, chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử đã trực tiếp tham gia vào cuộc bút chiến phê phán những sai lầm tả huynh về quan điểm chính trị, sai lầm về nguyên tắc tổ chức, về phê bình và tự phê bình, về đoàn kết trong Đảng, đồng thời xác định rõ những vấn đề về chiến lược, sách lược của Đảng. Những bài báo và đặc biệt là tác phẩm tự chỉ trích do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử viết vào những ngày tháng 7 năm 1939 đã thể hiện sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác Lênin và những vấn đề chiến lược, chỉ đạo chiến lược trong phong trào cách mạng. Đây là một tác phẩm tổng kết thực tiễn sâu sắc, đóng góp quý báu vào kho tàng lý luận của Đảng ta. Điều này thể hiện trí tuệ sáng tạo, sự già dặn chính trị của người Tổng Bí thư trẻ tuổi Nguyễn Văn Cử. Có thể nói, ngoài những tác phẩm của Hồ Chí Minh về lý luận cách mạng thì đây là tác phẩm lớn nhất của Đảng ta lúc đó, do đồng chí tác giả là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Cái này thì nó có 4 nội dung cơ bản, nhưng cái nội dung xuyên suốt ấy, và quan trọng nhất ấy, đây là cái tính tự chỉ trích Bolshevik và nêu ra các nguyên tắc phê bình và tự phê bình từ thời gian đó. Và đây là trở thành một trong hai cái nguyên tắc sống còn của Đảng ta, là phê bình và tự phê bình với tinh thần cộng sản, và thứ hai là tập trung dân chủ. Cho đến hôm nay, những vấn đề Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử nêu trong tác phẩm tự chỉ trích, trong đó nổi bật về vấn đề tự chỉ trích của người cộng sản vẫn nguyên giá trị, cả về lý luận và thực tiễn. Tinh thần tự chỉ trích ấy được các thế hệ đảng viên hôm nay thấm nhuần, đặc biệt là với những tổ chức đảng tại chính quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Với Đảng bộ thành phố Từ Sơn, chúng tôi luôn quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố học tập và làm theo tấm gương của đồng chí Nguyễn Văn Cử, trong đó đặc biệt là tất cả các cán bộ đảng viên đều nghiên cứu tác phẩm tự chỉ trích. Từ tác phẩm tự chỉ trích, chúng tôi cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo nguyên tắc của Đảng để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cử trong cái tác phẩm tự chỉ trích. Khu phố Phủ Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Không gian nơi đây, từ ngôi đỉnh chung của làng xưa, phố này, đến từ đường dòng họ, và đặc biệt là tại khu lưu niệm về đồng chí, luôn ấm cúng và ấm áp bao kỷ niệm, phản ánh cả chặng đường hoạt động cách mạng, những công lao đóng góp, cống hiến của đồng chí cho Đảng, cách mạng, quê hương và đất nước. Cảm thấy rất là vinh dự bởi vì là đã hơn 10 năm được trực tiếp quản lý và phụ trách khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Và trong 10 năm đó thì đã đón rất nhiều các cái đoàn khách từ khắp nơi trong cả nước, thậm chí là có những đoàn khách nước ngoài cũng đã về tham quan, dâng hương và nghiên cứu học tập ở tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử. Và
mỗi một đoàn thì sẽ có những cái đặc trưng đặc thù khác nhau, cũng như là cái đối tượng khách nó sẽ khác nhau. Thế nhưng mà cũng thấy là có những cái đoàn khách gồm các cựu chiến binh, khi mà về đây thì các bác cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là cảm thấy là khi mà được trở về với cả trên chính quê hương của mình ấy, và được tìm hiểu hơn về cái những cái sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc. Là một đảng viên trẻ, là một đoàn viên thanh niên, khi được về tham quan và tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ thì cá nhân em thấy rất là xúc động. Trước tiên là xúc động, tự hào với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Và từ đó thì bản thân cũng thấy rằng là mình cần phải cố gắng học tập trau dồi hơn nữa, cả về chuyên môn, cả về trình độ lý luận chính trị, để làm sao có thể giữ được và phát huy những thành quả mà đồng chí Nguyễn Văn Cừ nói riêng và các thế hệ của cha ông chúng ta đã giành được cho chúng em sau này. Lời khẳng định rõ ràng nhất về chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp của Bắc Ninh không gì hơn là sự phát triển mọi mặt của địa phương. 6 tháng đầu năm 2022, Bắc Ninh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GDP tăng 14,7% so với cùng kỳ, đứng thứ hai cả nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, đạt 49,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 15%. Cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 111 dự án FDI với số vốn hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ. 32 dự án trong nước với số vốn hơn 13.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.532 tỷ đồng, đạt 54% dự toán. Cùng với truyền thống văn hóa, lịch sử đã được khẳng định, những kết quả của Bắc Ninh hôm nay cũng là sự ghi nhớ, bày tỏ đầy đủ nhất sự nỗ lực tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh. Trong đó có nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, Nguyễn Văn Cừ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong suốt chặng đường vừa qua đã luôn phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Và đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông với nền kinh tế vô cùng nhỏ bé, nông nghiệp lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã vươn lên trở thành một tỉnh sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, với giá trị sản xuất công nghiệp dẫn đầu cả nước, và đời sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi. Với niềm tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết tâm sẽ phấn đấu để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Bao năm qua, đã có bao lớp cán bộ, đảng viên, bao thế hệ người Bắc Ninh cũng như từ mọi miền Tổ quốc đã về khu tưởng niệm này, thành kính trước tượng đài người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Đi vào cõi bất tử khi mới 29 tuổi xuân, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã hy sinh trọn đời vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ông là tấm gương sáng cho bao thế hệ mai sau về hình mẫu của người đảng viên kiên trung, với sự tận trung với nước, suốt đời học tập phấn đấu theo ý tưởng cộng sản cao đẹp.